thực sự tồn tại loài rồng hay không. Gần đây, một đoạn video quay lại cảnh rồng bay lượn trên bầu trời thành phố cổ Tân An đã được một cư dân mạng đến từ đại lục quay lại và truyền tải rộng rãi trên mạng. Sự việc kỳ lạ này xảy ra vào ngày 1 tháng 9. Đêm hôm đó, hai con rồng đã xuất hiện, uốn lượn theo hình xoắn ốc qua lại nhiều vòng trong những đám mây, đã khiến cho những người dân địa phương chứng kiến đều cảm thấy tò mò. Nhiều người sau khi xem xong đoạn phim đều cảm thấy kinh ngạc và lẫn sửng sốt.